chị có hai lượt quay với 15 điểm. Vậy là như là rất dễ vượt qua. Xin lỗi chị, chú chị bằng này. Không ý kiến gì à? Hả? À? Cảm giác như mình là đấy nhỉ? Giống như mình đang cố ngóc đầu lên này. Máy là quay pin tốn pin đấy. Mà cũng tốn thời lượng á, có dung lượng. Chỉ là 35 điểm và trước mặt chị cũng còn một lần quay nữa. Thời gian là 65 điểm, một chiếc đồng cho mình. Ủa như thế đó. Lỡ mất rồi. Thế pin à? Chụp pin nhanh thế. Nó xuống luôn mà. Tốn pin. Rồi đang cố ngóc đầu ngóc bíp thì nhẹ nhưng mà đầu nặng. Thì gấu đâu to đi top quá. Gấu đâu, đâu to đi top. Nha. Kinh. Gấu như gấu định nhẹ đấy. Định nhẹ nhưng lên luôn nhỉ. Bao lần chưa. Lâu mới nhất được đít lên.